Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tẩy sạch các vết nám đốm nâu trên mặt ngay tại nhà chỉ bằng một ít bột rẻ tiền. Làm thế nào để điều trị dứt điểm nám và tàn nhang nhanh và hiệu quả luôn luôn là vấn đề muôn thuở được hầu hết các chị em quan tâm. Và từ lâu, các bí quyết trị nám bằng thiên nhiên đã được các chị em phụ nữ rất ưa chuộng vì nguyên liệu dễ kiếm và dễ thực hiện tại nhà. Những cách trị nám bằng thiên nhiên rất phong phú, không phải ai cũng biết hết. Dưới đây là cách trị nám tại nhà bằng bột mì an toàn, hiệu quả, đơn giản để chị em tham khảo. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé! Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị cho mình. Trước tiên là một ít bột mì. Bột mì chúng ta có thể dễ dàng mua được ở các hiệu tạp hóa trên toàn quốc, giá thì rất rẻ. Nguyên liệu thứ hai là một ít mật ong. Và cuối cùng hãy chuẩn bị thêm cho mình 2 viên nang vitamin E. Đây chính là 3 nguyên liệu mà chúng ta cần cho phương pháp trị nám tại nhà này. Cách để chúng ta thực hiện thì rất đơn giản các bạn ạ. Ở đây mình có khoảng tầm 2 thìa bột mì, 2 thìa nhỏ thôi. Với lượng bột mì này thì mình sẽ đổ mật ong vào. Chúng ta đổ làm sao để khi chúng ta trộn mật ong với bột mì sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sền sệt, không quá khô và cũng không quá đặc là được. Bạn thấy không, hỗn hợp của chúng ta đây này, không quá khô và cũng không quá đặc, ở dạng sền sệt như thế này là hợp lý nhất. Tiếp theo thì bạn hãy chích lấy phần dịch của 2 viên nang vitamin E mà chúng ta đã chuẩn bị, sau đó bạn cho vào bát hỗn hợp. Và đánh thật đều tay lên nữa là xong. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần. Rất là nhanh và dễ làm phải không các bạn? Để các bạn sử dụng như sau. Bước đầu tiên thì bạn hãy vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn mặt bằng nước ấm. Bạn nhớ phải rửa mặt bằng nước ấm để cho các cái lỗ nang lông của chúng ta giãn nở hết ra nhé. Sau đó bạn lau khô mặt đi, rồi bạn thoa hỗn hợp chúng ta vừa làm lên toàn bộ khuôn mặt. Khi thoa xong thì bạn hãy dùng các cái đầu ngón tay massage nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt trong khoảng 1 đến 2 phút. Đặc biệt là bạn hãy massage thật kỹ ở những cái vùng da có đốm nâu và qua các cái vết nám, vết tàn nhang. Việc massage này sẽ giúp cho các cái dưỡng chất có trong hỗn hợp của chúng ta có thể thẩm thấu vào sâu bên trong các cái tế bào da. Như vậy thì cái hiệu quả điều trị nám da và tàn nhang sẽ đạt cao nhất. Sau khi massage xong thì bạn lưu lại hỗn hợp trên da mặt thêm khoảng 30 phút nữa và cuối cùng bạn rửa lại mặt bằng nước mát là xong. Bạn biết không, theo các kết quả nghiên cứu khoa học, trong bột mì có chứa một lượng lớn các vitamin và các nguyên tố vi lượng có giá trị dinh dưỡng cao có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình điều trị nám da mà bạn không phải lo lắng vì nó rất là an toàn cho da. Đặc biệt nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người sử dụng cả. Mỗi tuần bạn hãy đắp mặt nạ này 2 đến 3 lần, toàn bộ các vết nám và tàn nhang trên khuôn mặt của bạn sẽ dần biến mất,
thay vào đó là làn da trắng mịn không tử vết. Hãy thử ngay phương pháp này để nói lời vĩnh biệt với lũ nám đáng ghét kia nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.